Hôm nay ngày 13 tháng 7, cửa hàng Ba Trang lên clip giới thiệu cho mọi người lô máy cắt cỏ Nhật bãi. Cái lô này là lô E nhá. Lô E sẽ gồm có 12 cây cho bác lựa chọn này. Giới thiệu qua nhá, có Tanaka này, có Makita Robin 4 thì, có Estin này, có Makita, có Estin này, TG33 này, Mazu 32, Mazu lớn này, và Mitsubishi nhá, Mitsubishi. Rồi, khi bác mua hàng với em, cái sản phẩm theo kèm sẽ gồm có này, lưỡi dài, lưỡi cước này, đồ vặn dây đeo này, chắn cỏ đủ hết cho anh em nhá. Đó, đồ vặn thì có tuyếp này và lục giác cho anh em nhá. Đấy, các bác nào không thích lưỡi dài thì có thể lựa chọn lưỡi tròn nhá. Rồi, đã xin phép giới thiệu chi tiết luôn cái lô máy cắt cỏ của em đây. Đầu tiên sẽ là hai con Tanaka đến từ thương hiệu Tanaka. Hai con này thì nó 24cc, nòng 33 ly anh em nhá, 33 ly. Cái dòng này quật cước thoải mái, máy rất là mạnh nhá, rất là đẹp. Hai con này thì máy rất là đẹp. Đấy, máy đẹp xuất sắc luôn này. Máy chắc luôn. Máy rất là đẹp. Cần kiếp zin nhá. Đó. Chế xài chế on pro này, chế lê đỏ hết cho anh em nhá. Đấy, hai con này thì bán đồng giá cho anh em này. Một con là màu cam, một con là màu đỏ. Bán anh em giá là 1.300.000 bao ship. Hai con này đều có trợ lực nhỏ anh em nhá. Đều có trợ lực nhỏ này, giật rất là nhẹ nhàng, cực kỳ nhạy nổ cho anh em luôn. Ok, test nổ luôn tiếng máy hai con nhá. Số 2 test luôn. Rất là đẹp, giá chỉ là 1.300.000 thôi. Ok, tiếp theo con số 3. Số 3 này, số 4 là số 5 là ba con đến từ thương hiệu Robin Makita 4 thì thích hợp cho anh em nào mà mình xài những cái dòng máy sáng riêng nhất riêng anh em nhé. Sáng riêng nhất riêng. Các bác nào muốn mua máy về cho chị em phụ nữ hay người già dùng, hay là thậm chí mình dùng thì mình mua những con máy mà sáng riêng nhất riêng, mình không phải pha xăng pha nhớt nhá. Đấy, cái này sáng riêng nhất riêng, 4 thì mà. Máy rất là ok luôn, dòng Robin Makita này. Máy rất là vừa tiền mà chạy cực kỳ ngon. Đấy. Con này thì đều ba con này là 26cc. À, có con này là con số 3 này là 27cc. Đấy, 27cc, nòng 34 ly. Đây, tum thì tum nhôm như các kiểu, nhưng máy rất là đẹp. Đấy. MM427 này. Ok, test nổ cho các bác con số 3 này. 2.200.000. Rất là êm nha các bác nha. Con này thì bán anh em giá 2.200.000 nhá. Tiếp theo, số 4 là con Makita. Con này thì bán cho anh em giá 2.000.000 nha. Con này 26cc và 4 ly, tùm tùm nhôm này. Con này là 26cc đây. Ok, test nổ cho bác con này nhá. Con này giá 2.000.000 bao ship. Ok. Số 4 2.000.000 bao ship nhá. Số 5. Số 5 là con Robin, sáng riêng nhất riêng 4 thì nha. Con này cũng là máy 4 thì này. Chế xài chế Amaro thì cực kỳ tiết kiệm nhiên liệu cho bác này. Bác thích màu vàng mình có thể lựa chọn con này nhá. Tùm tùm nhôm này, cực kỳ bền bỉ cho anh em luôn. Sáng riêng nhất riêng. Con này thì bán anh em giá là 2.000.000 bao ship. Ok, con này giá 2.000.000 bao ship nha, còn số 5. Số 6 này, số 6 là con đến từ thương hiệu Estin. Số 6 là con đến từ thương hiệu Estin các bác nhá. À. Con này thì thông số kỹ thuật của nó là 26cc, 34 ly các bác nhìn này. Quá đẹp này các bác nhá, con này máy rất là đẹp, máy Estin.
một thương hiệu rất là kinh khủng luôn. Đấy, cái dòng này vòng tua thì bao lệ cho bác luôn. Con này thì nó sử dụng chế Unbro hai kim chỉnh luôn nhá, chế hệ luôn, rất là VIP. Máy rất là đẹp anh em này, cực kỳ đẹp luôn. Con này thì máy đẹp đến 90% luôn, quá xuất sắc cho các bác luôn này. Đó, 26cc 34 ly, dòng này thì bao các bác quật cước luôn, thoải mái luôn, cực kỳ mạnh nhá. Ok, con này thì giá của nó là 2 triệu bao ship test nổ cho bác này. Bây giờ trắng bốc luôn. Ok, không hoàn luôn. Rất là êm. Rồi tiếp theo, con số 7. Số 7 là con đến từ thương hiệu Makita MM264. Con này thì máy đẹp đến 95% luôn, cực kỳ đẹp luôn các bác nhìn này. Máy rất là đẹp nhá. Đấy, bình xăng, bình sức trắng bốc này. Chạy thì chạy chế Unbro. Đấy, có lê đỏ nhá. Thương hiệu Makita thì rất là mạnh rồi, các bác biết rồi. Thương hiệu Makita và thương hiệu quá là mạnh rồi, thương hiệu toàn cầu luôn. Máy này xuất sắc luôn này, từ cái dây ga nó nhé, còn in series của máy luôn nhé, 264. Đặc biệt nó còn nguyên cái bát cước đây, bát cước từ bên Nhật về luôn nhé, rất là VIP luôn đó. Ok, test nổ luôn tiếng máy con số 7, con này giá 1.900.000 nhá, rất là dễ nổ luôn, quá ngon luôn, rất là mạnh. Rồi đánh cước này, bung bê tông này, bung bê tông luôn. Đây, con này để bán anh em giá 1.900.000 bảo ship chưa, quá mạnh luôn. Rồi tiếp theo là số E8 là con này tiếp tục Estin, mã của nó FS26. Con này là 26cc 34 ly, thì nó giống con E6 thôi. Ok, thì cái thương hiệu này rất là mạnh nhá. Bao tiền á? Rất là ngon. 2 triệu 2. Rất là ngon luôn anh. Rồi chạy chế Unbro, bao tiết kiệm nhiên liệu cho bao luôn. Ok, test nổ cho bác con này nhá. Này, giá là 2 triệu bao ship. Quá mạnh luôn. Đây, quá êm luôn. Estin nó vô đối thiên hạ rồi. Con này thì bán anh em giá 2 triệu này, cực kỳ mạnh luôn. Các bác có thể cảm nhận ở tiếng máy của nó các bác nhá. Rồi, ok, còn E9. E9 là con siêu phẩm luôn nhá. Kawasaki TG33. TG33 tum rồi, bố con lớn nha anh em nhá. Đây, con này thì rất nhiều các bác hỏi. Hôm nay lâu lắm mới về được vài con cho các bác, dòng siêu hệ cho các bác. Để nói về dòng TG33 này thì rất là ngon, một cái giá tiền nó khá là phải chăng cho anh em nhá. Chỉ là 2.500.000. Con này là 33cc, nòng 36 ly. Bao các bác quần cước thoải mái luôn ạ. Sới đất các kiểu, như cái động cơ này tung rồi, bố con lớn các bác biết rồi. Mình có thể gắn vào máy khoan đất nhá, hay là làm những cái công việc chế cháo xe đạp các kiểu, rất là ngon luôn. Ok, test nổ luôn tiếng máy con số E9, con này giá 2.500.000. Rất là êm luôn anh em ạ. Rất là êm anh em ạ. Okay, 2.500.000 E9. Nói chung là cái lô này thì hàng siêu tuyển cho các anh em nhé. Đấy, nên là nhiều khi máy rất là chất lượng luôn, về các bác cứ thế xài thôi ạ. Rồi, con số này, con số đẹp này, con số E10. Con này đẹp, giá rất là mềm cho anh em nhé. Con này là con Mazuyama, mã của nó là BC32 32cc, nòng 38 ly. Máy đẹp xuất sắc cho anh em nhé. Con này thì máy đẹp đến 95% cho anh em luôn nhé, cực kỳ VIP luôn, cực kỳ đẹp luôn ạ. Tụp rồi, ốc á của nó này, ốc 7 màu luôn anh em nhé, cực kỳ đẹp luôn. Bình xăng trắng bốc, cần zin, đầu bò zin hết cho anh em. Con này thì quá xuất sắc rồi. Mazu 32 32cc, nòng 38 ly. Con này thì bao các bác là chạy tiết kiệm nhiên liệu này, thứ nhất là rất tiết kiệm nhiên liệu, thứ hai là máy này nó rất là bền luôn. Mazu mà, các bác nghe tiếng Mazu các bác biết rồi. Lốc máy mới đi Japan này, lốc máy mới đi Japan này cho các bác nhá. Đó, đây mới đi Japan này. Ôi, điện thoại hơi mờ. Đây, cái trong buồng này nó có cả series luôn ạ. Ok, test nổ cho bác con này. Cho con này giá là 2.500.000 bao ship thôi.
quá ngon luôn, nghe tiếng máy này quá chất lượng. Bây giờ trống bốc luôn, giá chỉ là 2.500.000, quá đẹp luôn. Ok, tiếp theo số E11. E11 này cũng là con Mazuyama 3230, quá VIP luôn, đời 4 số nhá. Chạy chế Amaro 2 kim chỉnh, cực kỳ đẳng cấp luôn cho anh em. Con này thì đặc biệt của nó này, nó là tum rồi nhưng mà nó là búa côn lớn cho anh em nhá. Đấy. Quá ngon luôn. Bảo các bác quật cước thoải mái. À. Test nổ cho bác nhá. Con này thì có trợ lực lớn này, à trợ lực nhỏ này. Ok. Rất là ngon. Đây. Này là 2.500.000, bảo ship nhá. Ok, tiếp theo con số 12. Con số 12 là con siêu VIP luôn. Con này đến từ thương hiệu Mitsubishi T170 33cc. Lòng con này là lòng 36 ly cho anh em nhá. 36 ly con này thì siêu cực rồi. Siêu mạnh rồi. Anh em mua con này về quật cước này, sới đất các kiểu nhá. Đấy, khoán đất các kiểu thoải mái luôn. Con này là chịu giờ trợ lực lớn này các bác này. Các bác nhìn cái phần của thiết kế của nó nhé, rất là kinh khủng luôn. Tum rời, tum lớn, quá mạnh luôn. Con này thì bao các bác siêu mạnh luôn cho anh em nhé. Rồi ok, con số 12 này thì giá là 2.300.000, bao ship nhá. Nét nổ thì máy con này cho bác này. Ok, nét nổ quá ngoan luôn, êm đẹp luôn. Quá mạnh luôn, quá kinh khủng luôn. Ok, rồi bác nào, rồi em xin phép kết thúc clip lại đây. Bác nào quan tâm sản phẩm có thể liên hệ qua số điện thoại 0976123320. Cảm ơn tất cả mọi người theo dõi video. Chào tất cả mọi người.